Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mở đầu với mục tư ý kiến khán giả với phóng sự liên quan đến vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc. Tiếp đó là mục luật sư của bạn với phần tư vấn của luật sư Lê Thị Trà My về vụ việc nói trên. Cuối chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo đơn trình của bà Lê Thị Sim, trú tại thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc, gửi đến chương trình với thông tin vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình bà với gia đình ông Huỳnh Trọng Ngọc đối với 113 m² đất tọa lạc tại thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh đã qua nhiều lần xét xử ở cả ba cấp tòa án nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Theo bà Sim, vụ việc này kéo dài đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà nên có đề nghị cả cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tạo sự công bằng trong xã hội. Phóng viên chương trình thông tin về vụ việc đưa phóng sự sau. Theo bà Sim cho biết, năm 1936, bà nội của bà là bà Nguyễn Thị Tâm có tạo lập một thửa đất mang số hiệu A230, diện tích tương đương 628 m², tọa lạc tại thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Sau khi bà Tâm chết thì thửa đất này để lại cho bố của bà Sim là ông Lê Phiên sử dụng. Đến năm 1982, ông Huỳnh Trọng Ngọc, người địa phương đến mượn thửa đất này của ông Phiên để làm nhà ở. Ông Ngọc cam kết khi nào ông Phiên lấy lại đất thì ông trả. Việc cho mượn đất chỉ bằng miệng, không có giấy tờ gì. Bà Sim cho biết thêm, từ năm 1987 đến nay, bố của bà nhiều lần đòi lại đất nhưng ông Ngọc không trả nên ông Phiên đã viết đơn khiếu nại tranh chấp nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Năm 2009, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Vĩnh có mời các bên lên hòa giải nhưng không thành, nên ông Phiên khởi kiện ra tòa án, yêu cầu ông Ngọc trả lại đất. Từ năm 2012, vụ án đã qua 4 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc và Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 1 lần giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Nhưng đến nay vẫn chưa dừng lại do các bên vẫn còn tranh chấp dai dẳng với nhau. Tôi cũng nhờ là cơ quan chức năng, báo chí, cấp lãnh đạo để xem xét làm việc công minh để trả lại công bằng cho gia đình tôi. Tìm hiểu nguồn gốc thửa đất đang tranh chấp tại thôn Bình An 1 giữa gia đình bà Lê Thị Sim với gia đình ông Huỳnh Trọng Ngọc, chúng tôi được biết thửa đất có diện tích 628 m² là của bà Nguyễn Thị Tâm, mẹ ông Lê Phiên, sau đó được ông Phiên sử dụng đến năm 1982. Từ năm 1982, ông Ngọc mượn thửa đất này làm nhà ở. Ủy ban Nhân dân xã Lộc Vĩnh cho biết, trong quá trình ăn ở tại đây, ông Ngọc đã đăng ký kê khai theo chỉ thị số 21 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, tờ khai của gia đình ông Ngọc chưa được Ủy ban Nhân dân xã Lộc Vĩnh xác nhận, mà theo giải trình của địa phương, đó là do thời điểm đó chuyển giao giữa chủ tịch mới và cũ. Sau đó, ông Ngọc đã làm nhà kiên cố vào năm 2003. Năm 2004, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc thực hiện việc giải tỏa thu hồi 490,4 m² ông Ngọc đang sử dụng để làm đường ven biển Cảnh Dương và đền bù cho ông số tiền gần 17,7 triệu đồng. Còn lại 113 m², ông Ngọc phân thành 3 thửa, một thửa 30 m² chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà Phạm Văn Hương, Lê Thị Bé với giá trị 8 triệu đồng vào năm 2004. Một thửa 26 m² chuyển nhượng cho vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Nghị, Tổng Thị Xí với giá trị 23 triệu đồng vào năm 2008. Thửa còn lại 57 m², ông Ngọc tặng cho vợ chồng con gái mình là Huỳnh Thị Nhung, Trần Văn Viết. Những lần chuyển nhượng và tặng cho này đều không được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Về quản lý đất đai trên địa bàn xã, thì cái vụ án này đã kéo dài là trên 13 năm rồi. Thì Ủy ban xã cũng đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết một cách dứt điểm để cái công tác quản lý đất đai trên xã, trên địa bàn xã ổn định. Cái thứ hai là về các cái hộ dân có liên quan thì có đủ cơ sở pháp lý để họ sử dụng cái mảnh đất của họ ổn định để mà sản xuất kinh doanh. Chúng tôi được biết, sau khi khởi kiện ra tòa, vụ tranh chấp đòi lại đất cho ở nhờ giữa gia đình bà Lê Thị Sim với gia đình ông Huỳnh Trọng Ngọc đã qua 4 lần xử sơ thẩm của hai cấp tòa án, 2 lần xử phúc thẩm và 1 lần giám đốc thẩm. Trong đó, 3 lần xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Phú Lộc đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía gia đình bà Lê Thị Sim. Và 2 lần đầu buộc gia đình ông Ngọc trả lại tiền bồi thường và số tiền tương đương giá trị quyền sử dụng đất đối với 113 m². Lần thứ 3 buộc gia đình ông Ngọc phải tháo dỡ cả công trình trên đất và trả lại 113 m² đất cho gia đình bà Sim.
Tuy nhiên, cả ba bản án này đều bị hủy bởi hai lần phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh và một lần giám đốc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Lần xét xử gần đây nhất vào ngày 24 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vụ án này ra xử sơ thẩm và quyết định không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của gia đình bà Lê Thị Sim về đòi lại quyền sử dụng đất cho ở nhờ, cũng như số tiền đền bù vào năm 2004. Đồng thời, tạm giao cho vợ chồng ông Huỳnh Trọng Ngọc, bà Tổng Thị Đào được quyền sử dụng 113m² đất tọa lạc tại thôn Bình An 1 nói trên. Bản án này hiện vẫn chưa có hiệu lực thi hành bởi gia đình bà Lê Thị Sim tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Như vậy, vụ tranh chấp này vẫn còn kéo dài và chưa đến hồi kết. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tư vấn pháp luật của luật sư Lê Thị Trà My. Chương trình chúng tôi tư vấn đơn thư của bà Lê Thị Sim, trú tại xã Lục Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa gia đình của bà với hộ gia đình của ông Huỳnh Trọng Ngọc. Qua tìm hiểu xác minh nội dung đơn thư trong cái hồ sơ có thể hiện là từ năm 2009, gia đình bà đã có tranh chấp đất đai với hộ gia đình của ông Huỳnh Trọng Ngọc đối với cái thửa đất tọa lạc tại thôn Bình An 1, xã Lục Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cái nội dung tranh chấp là gia đình bà khởi kiện đòi lại đất mà gia đình bà đã cho vợ chồng ông Ngọc ở nhờ từ năm 1982. Cái vụ việc này đã được giải quyết và xét xử đi xét xử lại bằng rất nhiều cái bản án quyết định của tòa án từ cấp huyện Phú Lộc cho đến tòa án cấp cao tại Đà Nẵng. Hiện nay thì cái vụ án này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm lại bằng cái bản án số 04 ngày 24 tháng 5 năm 2018. Và hiện Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý để xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bà Sim. Qua xem xét cái hồ sơ và các cái bản án của tòa án qua nhiều lần xét xử, thì cả gia đình của bà và phía gia đình của ông Ngọc đều thừa nhận cái nguồn gốc, cái thửa đất là do bà Nguyễn Thị Tâm tạo lập và để lại cho con trai là ông Lê Phiên. Và ông Lê Phiên là ba của bà Sim. Vào năm 1982 thì vợ chồng của ông Huỳnh Trọng Ngọc vào ở trên cái thửa đất này. Phía gia đình của bà Sim thì khẳng định là chỉ cho vợ chồng ông Ngọc ở nhờ và chỉ nói bằng miệng, không lập giấy tờ. Còn phía ông Ngọc thì lại khẳng định là đã cho hẳn cái thửa đất đó và cũng chỉ nói bằng miệng, không có giấy tờ. Tất cả các cái bản án sơ thẩm trước đây vào các năm 2012, 2013, 2015 của tòa án cấp sơ thẩm thì đều xét xử chấp nhận cái đơn khởi kiện của gia đình bà Sim và xác định ông Ngọc chỉ là người ở nhờ trên cái thửa đất đó. Những cái bản án này đã bị tòa án cấp trên hủy bỏ vì vi phạm tố tụng trong cái quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, thì bản án sơ thẩm xét xử lại vào năm 2018 lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược lại với các cái bản án trước đây, là xét xử bác đơn khởi kiện của gia đình bà Sim và xác định là ông Ngọc được ông Phiên cho cái thửa đất này, ông Ngọc đã đăng ký kê khai và nộp thuế nên thuộc quyền sử dụng của ông Ngọc. Như vậy thì qua nhiều lần xét xử thì hiện tại có hai quan điểm trái ngược nhau của tòa án về đường lối xét xử trong cùng một cái vụ việc. Hiện nay thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý, giải quyết để xét xử phúc thẩm. Nên gia đình của bà cần phải đợi tòa án giải quyết cái vụ án theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Và sau khi có cái bản án phúc thẩm, nếu bà không đồng ý và có căn cứ chứng minh việc tòa án xét xử vụ án nó không đúng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà, thì bà có quyền làm đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với bản án của tòa án cấp phúc thẩm. Riêng quan điểm của cá nhân luật sư chúng tôi tư vấn trong cái vụ việc này thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ theo quan điểm của đường lối xét xử của các bản án sơ thẩm trước đây là chấp nhận đơn khởi kiện của bà Sim. Bởi lẽ thứ nhất là nguồn gốc của cái thửa đất này đã được gia đình bà Sim cung cấp chứng cứ để chứng minh, đó là cái trích lục địa bộ có số hiệu A230, diện tích 1 sào 3 thửa 9 tấc, đứng tên bà Nguyễn Thị Tâm. Bà Tâm là mẹ của ông Phiên nguyên đơn trong cái vụ án. Đồng thời, phía bị đơn là ông Ngọc thì trong cái quá trình giải quyết vụ án cũng thừa nhận cái nguồn gốc thửa đất đúng như nguyên đơn trình bày. Vì vậy, theo quy định của pháp luật thì đây là những cái tình tiết, những cái sự kiện không cần phải chứng minh nguồn gốc thửa đất. Phía bị đơn là ông Ngọc cho rằng cái thửa đất này là của gia đình ông Phiên là nguyên đơn. Nhưng mà ông Phiên đã cho hàng ông Ngọc cái thửa đất này từ năm 1982 để ông Phiên làm nhà ở. Thì theo quy định của pháp luật thì cái nghĩa vụ chứng minh cái thửa đất này được tặng cho phải thuộc về phía ông Ngọc là bị đơn trong vụ án này, trong khi ông Phiên là người không thừa nhận cái việc đã cho hạn.
Trong cái quá trình giải quyết vụ án, bị đơn lại không xuất trình được cái giấy tặng cho đất và khẳng định cái việc tặng cho này chỉ nói bằng miệng nên không có căn cứ để xem xét. Không những vậy, theo quy định của pháp luật thì việc tặng cho quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản và phải đăng ký thì lúc đó mới phát sinh cái hiệu lực của pháp luật. Vấn đề thứ ba là việc bị đơn trong quá trình quản lý sử dụng đất có đăng ký, kê khai, có nộp thuế. Nó không làm phát sinh cái quyền đối với cái thửa đất đang sử dụng. Bởi vì bất cứ ai mà đang sử dụng đất thì cũng có cái nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Thứ tư là mặc dù trong cái quá trình sử dụng đất phía bị đơn có đăng ký kê khai theo chỉ thị 21 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 1997, tuy nhiên cái việc đăng ký kê khai này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đăng ký kê khai theo chỉ thị 21 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không được xác định là các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Mặt khác, theo khoa học xét xử được hướng dẫn tại cái công văn số 169 năm 2002 của Tòa án Nhân dân tối cao, thì cái việc mà người khác không phải là chủ sử dụng đất, đang ở trên đất và tự ý đăng ký kê khai thì không đồng nghĩa với việc họ là chủ sở hữu. Theo đó, quan điểm của chúng tôi thì bà cần đấu tranh cái vấn đề này tại tòa án để mà yêu cầu tòa án xem xét đảm bảo cái quyền lợi chính đáng cho gia đình của bà. Và trên đây là toàn bộ nội dung đơn thư chúng tôi tư vấn. Quy tắc giao thông trong khu vực đường ngang. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 25 quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Theo thông tư, người tham gia giao thông đường bộ khi qua đường ngang phải chấp hành quy định của luật đường bộ được thực hiện quy định sau đây. Phải ưu tiên cho các phương tiện giao thông hoạt động trên đường sắt, phải chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường ngang và chỉ dẫn của các báo hiệu trong phạm vi đường ngang. Khi có báo hiệu dừng bằng đèn tín hiệu, đèn đỏ sáng nháy, cờ đỏ, biển đỏ, còi, chuông hoặc loa phát âm thanh kêu, rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, người tham gia giao thông đường bộ, kể cả những xe có quyền ưu tiên đều phải dừng lại về bên phải đường của mình và trước vạch dừng kẻ. Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng. Đối với đường ngang, tổ chức phòng vệ bằng biển báo, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại trước vạch dừng. Lắng nghe còi tàu, chú ý quan sát tàu đến từ xa ở hai phía. Khi thấy chắc chắn không có phương tiện giao thông đường sắt tới đường ngang mới được đi qua và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn. Dừng đổ xe trong khu vực đường ngang không được quay đầu xe, dừng xe đổ xe trong phạm vi giữa hai vạch dừng xe tại đường ngang. Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng, bị tai nạn không thể di chuyển ngay ra khỏi phạm vi giữa hai vạch dừng xe. Tại đường ngang, người điều khiển phương tiện phải tìm biện pháp để nhanh chóng đưa phương tiện ra khỏi phạm vi này. Trường hợp điểm gần nhất của xe hoặc của hàng hóa cách mép ngoài của ray ngoài cùng nhỏ hơn 1,75m thì người điều khiển phương tiện phải tìm biện pháp để báo hiệu cho tàu dừng trước chướng ngại. Đồng thời phải bằng mọi biện pháp nhanh chóng đưa phương tiện hàng hóa ra cách mép ngoài của ray ngoài cùng tối thiểu 1,75m, chi tiết cụ thể theo quy định tại phụ lục 6 của thông tư này. Phương tiện đặc biệt khi qua đường ngang, phương tiện đặc biệt như xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích gây hư hại mặt đường được phép lưu hành qua đường ngang thì người điều khiển phương tiện phải tuân thủ luật đường sắt, luật giao thông đường bộ. Chủ phương tiện nêu trên phải có phương án đảm bảo an toàn cho công trình đường ngang, an toàn giao thông đường sắt khi di chuyển qua đường ngang và phải báo trước cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc chủ quản lý sử dụng đường sắt chuyên dùng nơi có đường ngang mà xe cần đi qua để bố trí người hỗ trợ và hướng dẫn đảm bảo an toàn. Chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.